Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với bạn một dòng sản phẩm nhớt có tên thương hiệu đó là Kit Ultra. Thì cái thằng nhớt này nó đến từ Hàn Quốc nha các bạn. Ultra 4T. Nghĩa là dòng nhớt này là dòng nhớt tổng hợp fully synthetic dành cho xe 4 thùy. Ở những thông số trên cái chai nhớt này thì nó là gì? ABISN là cấp chất lượng nhớt, cấp SN là cấp nhớt cao nhất tính tới thời điểm hiện tại nha mấy bạn. Yaso MB thì là tiêu chuẩn nhớt dành riêng cho dòng xe tay ga. Cấp nhớt là 5W40. Cái dòng 5W40 thì bao giờ nó cũng sẽ cao, giá thành nó cũng cả cao hơn cái thằng 10W40. Scooter MB dung tích nhớt này là 0.8 lít, phù hợp với nhiều dòng xe tay ga hiện tại. Hiện nay ở Việt Nam mình fully synthetic là dòng nhớt tổng hợp 100%. Đây, stop ray engine oil, nghĩa là cái dầu động cơ cao cấp nhất. The perfect fit for job coaster, nghĩa là sự hoàn hảo phù hợp với dòng xe tay ga 4 thùy. Đây, phía sau nó có gì không? Sau nó có gì không? Không. Đây là cái tem nhãn của cái dòng nhớt này. Thì đây là cái dòng nhớt tổng hợp mà giá thành nó chỉ tầm hơn 120. Mà trong khi đó dòng nhớt tổng hợp cao cấp khác lại là tầm giá phải là 200.000. Thì tại sao tầm giá rẻ mà lại là nhớt tổng hợp? Để xem, mình sẽ nói cho mấy bạn biết tại sao với dòng nhớt rẻ tiền mà lại là nhớt tổng hợp nha mấy bạn. Thì mình đã sử dụng qua, mình đã thay nhớt này rồi. Thì nhớt này nó nhẹ, mát máy nè. Thì nóng bao nhiêu hoặc mát bao nhiêu thì cái đó mình không đo được, chủ yếu là cái cảm giác thôi, cả cái cảm nhận của người thay nhớt và mình chạy xe thôi. Còn cái ga nó là lanh, có cảm giác là ga nó lanh, không bị ì. Mình chạy dưới tốc độ 50 nha, từ tốc độ 50 trở lên thì nhược điểm của nó là gào máy. Đó, tại sao mà nhớt rẻ tiền mà lại tổng hợp thì nằm ở chỗ này là nhớt xe này thay vô nó bị gào máy các bạn. Khi mà bạn chạy tua cao tốc độ trên 50 km/h thì nhớt này phù hợp với mình đi phố hoặc đi bình thường, đi chậm thôi. Còn đi tua xa thì nó không phù hợp, nó sẽ nhanh loãng và cái lúc đó thì cái độ nhớt không còn và dẫn tới là nhiệt độ cao, nóng máy. Thì nhớt này tầm 1.500 là mình thay lại được rồi mấy bạn. Với giá thành là hơn 100.000. Thì tùy mỗi người, bạn có điều kiện thì mình có thể chơi những dòng nhớt tổng hợp cao cấp. Còn nếu không có kinh tế không đủ thì mình có thể là mình thử qua cái thằng nhớt kích này cũng được. Đây cũng là một sự lựa chọn dành cho bạn đi nhẹ nhàng, đi làm gần, không đi xa. Đi xa thì cái máy nó gào quá, nhìn nó xót xe lắm. Đây là những cái cảm nhận cá nhân mình sau khi thay nhớt sử dụng.